Play your news. À, bạn cho mình hỏi là một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để mình lướt Facebook vậy? Bao nhiêu hả chị? Anh ơi, cho em hỏi là một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho Facebook vậy anh? À, gần như là 24 tiếng luôn em ơi. Vậy là anh là một người nghiện Facebook. Anh ơi, cho em hỏi là một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho Facebook vậy? Thôi, anh không thể đếm được em. Vậy là nhiều hay là ít? Tùy mọi người thôi, tại mình không đếm được á. Em ơi, em có nghiện Facebook không? Em có chị. Một ngày chị dành bao nhiêu thời gian để lướt Facebook? 12/24. 12/24 hả? Vậy tính ra cũng đâu nghiện lắm đâu đúng không? Nói gì chứ, tại vì lên đây nên nói gì thôi chứ ngủ là online luôn, ngủ là mơ luôn. Mơ thấy Facebook luôn. Nếu Facebook mình là chị giết liền. Mày phải chết. À, vậy cho mình hỏi là một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để cho Facebook vậy bạn? Hầu như là mình mở điện thoại lên là mình bấm Facebook đầu tiên. Cho anh 100 triệu lựa chọn giữa người yêu Facebook thì anh chọn người yêu hay Facebook? Chắc chắn là anh chọn Facebook rồi. Bởi vì là có Facebook mình có thể tìm người yêu khác được. Vậy giờ ví dụ như cho em 10 triệu để bỏ Facebook đi theo người yêu thì em có chịu không? Dạ không chị. Anh ơi, nếu bây giờ cho anh lựa chọn giữa người yêu và Facebook thì anh sẽ chọn ai? Đương nhiên là anh chọn Facebook rồi. Anh trả lời giám sự người yêu anh buồn hả? Anh và người yêu anh gặp nhau mỗi ngày chán chết rồi. Nếu một ngày mà Facebook biến mất thì anh sẽ như thế nào? Chắc anh biến theo á. Vậy nếu một ngày Facebook biến mất thì anh sẽ như thế nào? Được, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu. Ủa, thì giả sử như giờ Việt Nam cấm Facebook không cho xài nữa thì sao anh? Không được, không em, mình nghĩ là chuyện đó xin ra. Quang đường. Không có được, anh bán online mà. Ủa, anh bán gì vậy? Anh bán đầm ngọc trinh, trầm sáng, trầm đẩy. Rồi, vậy tới một ngày mà Facebook biến mất thì sao? Không, không có gì xảy ra. Estraga giảm nhanh cơn nhức đầu. Vậy nếu một ngày mà Facebook biến mất thì bạn sẽ như thế nào? Thì em cho Instagram. Nếu như là Instagram biến mất luôn. Sister chị. Sister biến mất luôn. Trời ơi, Zalo, Viber chị còn lại. Bạn có phải là một người nghiện Facebook không? Gần như là vậy. Vậy nếu như một con nghiện sẽ như thế nào khi mà Facebook biến mất vào một ngày nào đó? Thì thôi. Thế mà mày bảo với tao là mày nghiện Facebook